một quả ngoặt bóng điêu luyện của Dụng Quang Nho đã khiến đối phương bị gãy rồi phải dùng tay cản bóng. VAR đã vào cuộc và penalty dành cho U23 Việt Nam. Lần đầu tiên được huấn luyện viên Gong Okyun điền tên, Dụng Quang Nho đã có màn chào sân đáng nhớ. Dù không có bàn thắng ở trận đấu này, nhưng tiền vệ được Hoàng Anh Gia Lai cho Hải Phòng mượn vẫn ghi điểm nhờ sự xông xáo của mình. Chính Quang Nho đã mang về quả 11m, tạo điều kiện cho Bùi Hoàng Việt Anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Đó là tình huống diễn ra ở cuối hiệp đấu đầu tiên. Từ quả ném biên của Tuấn Tài bên phía cánh trái, Mạnh Dũng xử lý lỗi ở nhịp chạm đầu tiên nhưng lại tạo cơ hội để cho Dụng Quang Nho băng xuống. Trước khi anh ngoặt bóng tinh tế, khiến cho hậu vệ Malaysia để bóng chạm tay. Sau 5 phút check VAR, trọng tài đã quyết định cho U23 Việt Nam được hưởng quả đá 11m, kèm theo đó là chiếc thẻ đỏ dành cho trung vệ Zikrin Khalili. Đây có thể xem là một cú ngoặt bóng đem về chiến thắng cho U23 Việt Nam. Bởi trước khi mất người, U23 Malaysia vẫn đang có được thế trận tốt và tạo được ra sự uy hiếp lớn về phía khung thành của thủ môn Văn Chuẩn. Với lợi thế dẫn trước 2 bàn và chưa hơn người trong hiệp 2, U23 Việt Nam ung dung cầm bóng khiến cho đối phương muốn tấn công cũng không được mà phòng ngự cũng chẳng xong. Dù thế trận có phần nhàn nhã như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng tính cách của Quang Nho không cho phép anh được thời gian nghỉ ngơi. Mỗi khi U23 Việt Nam bị đối phương hóa giải các pha lên bóng, cầu thủ người Chăm nhanh chóng chạy tới áp sát cầu thủ đội bạn để giành lại quyền kiểm soát bóng. Chưa dừng lại tại đó, ở những pha bóng đồng đội chuyền sai, anh vẫn cứ tiếp tục chạy để nỗ lực giữ bóng và chắt chiu từng cơ hội của mình. Thực tế, cầu thủ thuộc biên chế Hải Phòng vẫn luôn thi đấu như vậy dù đóng vai kép phụ ở hai trận đấu đầu tiên gặp U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Ở trận gặp U23 Hàn Quốc, chính việc đưa Quang Nho và Đình Lâm đã giúp thế trận của U23 Việt Nam trở nên sáng sủa hơn. Đình Lâm chính là người đã tạo ra tình huống khiến cầu thủ U23 Hàn Quốc nhận thẻ đỏ. Trong khi đó, Quang Nho bằng sự xông xáo, tốc độ và thể lực của mình đã tạo ra vô vàn khó khăn cho hàng phòng ngự đội bạn. Điển hình là tình huống diễn ra ở phút 90+4. Từ bên phía cánh trái, cầu thủ người Chăm tỷ người vượt qua được sự đeo bám của một cầu thủ người Hàn Quốc trước khi tung ra đường truyền để cho Hai Long có thời cơ tung ra cú dứt điểm cận thành. Thế nhưng đáng tiếc tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội lại không thể chiến thắng được thủ môn Goh Dong Min. Dù sao, những nỗ lực của ngôi sao trẻ 22 tuổi đã được huấn luyện viên Gong Okyun ghi nhận với suất đá chính trong trận đấu gặp Malaysia là một phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực đó. Dụng Quang Nho sinh năm 2000 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Chàng trai người Chăm sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng trời phú cho anh năng khiếu bóng đá. Nhận thấy con trai của mình có năng khiếu với trái bóng tròn, ông Dụng Quang Kít đã quyết định đưa Nho đi thi tuyển vào khóa 3, lọt đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2013. Theo lời kể của ngôi sao trẻ sinh năm 2000, ngày đó gia đình khó khăn nên cả bố con phải dậy từ 3 giờ sáng để từ Bình Thuận đi Ninh Thuận kịp giờ, vì sợ trễ nên chỉ ăn vội ổ bánh mì. Sau chuyến đi đó đã tạo nên một bước đệm vô cùng quan trọng cho Quang Nho khi anh may mắn thi đậu. Ở Quang Nho, người ta thấy được sự đam mê của anh với trái bóng, cộng với những tố chất sẵn có và quyết tâm luyện tập không ngừng nghỉ của mình. Anh nhanh chóng phát triển mạnh mẽ về mặt chuyên môn và trở thành cái tên nổi bật nhất ở khóa mình. Năm 2019, Quang Nho đứng trước bước ngoặt trong sự nghiệp của mình khi được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai triệu tập lên tuyển U19 tham dự vòng chung kết U19 toàn quốc. Tại giải đấu năm đó, cầu thủ người Chăm đã để lại được rất nhiều ấn tượng và lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai lúc bấy giờ, ông Lee Tae-hoon. Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định điền tên anh vào danh sách đội để tham dự V-League 2019. Quang Nho thi đấu rất hay so với lứa tuổi của mình. Trong mỗi buổi tập, Quang Nho đều chứng tỏ được bản thân của mình với ban huấn luyện. Tôi đánh giá rất cao cầu thủ này, huấn luyện viên Lee nhận xét khi được hỏi về những tố chất của Quang Nho. Bản thân Quang Nho cũng tự ý thức được đây mới chỉ là những khởi đầu của anh trong đời cầu thủ. Và để có được sự nghiệp phát triển hơn nữa, anh phải nỗ lực hết mình, cố gắng nắm bắt từng cơ hội để được tạo dấu ấn, niềm tin từ huấn luyện viên và người hâm mộ. Khó khăn lớn nhất của em là hòa nhập thật nhanh với toàn đội. Môi trường V-League thật sự là rất khác với giải trẻ, nên sau những buổi tập cùng đội thì em tập thêm lần nữa để bồi bổ kỹ năng cho mình. Các anh trong đội cũng giúp đỡ em rất nhiều. Những lúc mà em sao nhãng việc tập luyện thì các anh luôn ở bên cạnh nhắc nhở và thúc đẩy em đi lên. Anh Tuấn Anh và anh Xuân Trường đã giúp đỡ em rất nhiều, Quang Nho chia sẻ. Cũng ở năm 2019, Quang Nho được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải vô địch U22 Đông Nam Á tại Campuchia. Và cùng với năm đó, anh được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên trong danh sách đội U22 quốc gia chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 30. Nhưng sau đó anh đã không may gặp chấn thương nên không thể đồng hành cùng toàn đội sang Philippines. Biến cố lần này không làm lung lay đi sự quyết tâm của cầu thủ người Chăm. Ở khoảng thời gian sau, Quang Nho tiếp tục lao vào tập luyện, học hỏi kinh nghiệm từ những người đàn anh đi trước và những lần thực chiến. Điều này đã giúp anh hoàn thiện được bản thân và được huấn luyện viên Đinh Thế Nam trao niềm tin khi chọn mang băng thủ quân của U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022. Cần phải nhấn mạnh, đó là chiến dịch có 1-0-2 trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bởi lẽ những vấn đề do dịch Covid-19 đã khiến cho đội bóng vừa phải đá, vừa phải chờ viện binh và luôn trong tâm thế đủ người là đá. Dù sở trường là một cầu thủ chạy cánh, nhưng ở giải U23 Đông Nam Á 2022, sao trẻ sinh năm 2000 bất ngờ được huấn luyện viên Đinh Thế Nam sắp xếp ở một vai trò tiền vệ trung tâm,
Khi thi đấu ở vị trí này, thể lực dồi dào và sự cơ động của đội trưởng U23 Việt Nam đã giúp chuyển đổi trạng thái rất nhanh từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại. Hầu như những pha tấn công nguy hiểm của U23 Việt Nam đều qua chân Dụng Quang Nho. Sự đa năng của anh chính là chìa khóa giúp cho U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan ở trận chung kết để bước lên ngôi vô địch. Và nên nhớ rằng, Quang Nho đã dính Covid-19 và phải cách ly với toàn đội của mình. Việc anh có mặt tại trận chung kết ở đội hình xuất phát là điều hết sức đáng mừng của U23 Việt Nam ở thời điểm lúc bấy giờ. Đúng như chia sẻ của cầu thủ này trong lễ mừng công, anh đã chiến đấu như bản thân chưa từng mắc bệnh. Quang Nho có thể không ghi bàn, nhưng sự xông xáo, liên tục di chuyển vào nách của hàng phòng thủ Thái Lan, đặc biệt là phía cánh trái đối thủ đã khiến đội bạn lúng túng trong việc xoay sở và ngăn chặn sức tấn công của U23 Việt Nam. Với những dấu ấn đã tạo ra, sao trẻ sinh năm 2000 được Park Hang-seo triệu tập lên để tham dự SEA Games 31 trên sân nhà. Rất nhiều người kỳ vọng vào việc đang có phong độ tốt cùng sự đa năng sẽ giúp cho Quang Nho ghi điểm trong mắt ông Park Hang-seo. Song dấu ấn của tiền vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Hải Phòng tại SEA Games 31 vừa rồi là con số không tròn chỉnh. Số 6 của U23 Việt Nam thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị, còn nếu được trao cơ hội vào sân, đó cũng chỉ là những lần thay người chiến thuật để kéo dài thời gian của trận đấu. Thực tế, phải thừa nhận rằng cầu thủ 22 tuổi đã không có chỗ đứng trong sơ đồ và lối chơi của thầy Park xây dựng cho U23 Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 với cặp tiền vệ trung tâm là Hùng Dũng và Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng, Huỳnh Công Đến và Lý Công Hoàng Anh là những người chơi ở phía sau Tiến Linh. Hoàng Đức và Hùng Dũng cũng là những sự lựa chọn hàng đầu nơi tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam nên chắc chắn có tên trong đội hình xuất phát. Do đó, cơ hội để Quang Nho cạnh tranh một suất đá chính cùng với những người đàn anh là vô cùng nhỏ. Nhưng đúng là trời không phụ lòng người. Việc huấn luyện viên Goh Kyu Kyun tiếp quản đội U23 Việt Nam sau SEA Games 31 đã giúp cho cầu thủ sinh năm 2000 có cơ hội để khẳng định bản thân. Cũng nói thêm, huấn luyện viên Gong xây dựng U23 Việt Nam với lối chơi tấn công dựa trên sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Khi ấy, sự đa năng của Quang Nho sẽ phát huy được hiệu quả và thực tế cũng đã chứng minh được điều đó. Giờ đây, đoàn quân của huấn luyện viên Gong Woo-kyun đã bước tiếp vào trận tứ kết U23 châu Á để chờ đón đối thủ tiếp theo của mình tại chiến dịch lần này. Còn với Quang Nho, cú ngoặt bóng đó không chỉ giúp U23 Việt Nam giành được tấm vé đi tiếp mà còn giúp anh gây được ấn tượng cho huấn luyện viên Gong. Từ đó, anh có thể kỳ vọng vào việc mình được trao nhiều cơ hội hơn trong hành trình còn lại của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. Phải nhấn mạnh, Quang Nho đang thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng bằng bản hợp đồng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Kia Tisak từng lý giải, hầu hết những cầu thủ trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai hiện tại đã ăn tập tại Hàm Rồng khi chỉ mới 10 đến 11 tuổi. Chúng tôi có thể chọn tất cả để điền tên vào danh sách thi đấu. Tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình rồi trình lên bầu Đức và chờ ông ấy quyết định. Hoàng Anh Gia Lai bây giờ có sự xen kẽ của những cầu thủ trưởng thành và những cầu thủ trẻ triển vọng. Với những người được cho mượn, đây là cơ hội để họ phát triển nghề nghiệp. Khi đất diễn ở Pleiku đang trở nên chật chội với những tài năng mới chớm nở như Quang Nho, anh cần một miền đất mới mẻ để thể hiện giá trị của bản thân. Đó cũng là thời điểm để cho cầu thủ người Chăm hoàn thiện hơn về tư duy chơi bóng, ý thức chiến thuật cũng như kỹ thuật của mình. Chỉ khi khẳng định được bản thân, Quang Nho mới có thể trở về cống hiến cho đội bóng đã đào tạo ra mình. Và hơn ai hết, cầu thủ người Bình Thuận hiểu rõ rằng đó cũng là động lực để cho anh cố gắng nắm bắt từng cơ hội mình được trao trong màu áo câu lạc bộ hay đội tuyển U23 thời điểm hiện tại. Có lẽ giấc mơ lớn nhất của Quang Nho là được gọi về Hoàng Anh Gia Lai để cạnh tranh suất đá chính với những người đàn anh như Xuân Trường, Minh Vương hay Tuấn Anh.